Chân dung mẹ ruột của con trai Đàm Vĩnh Hưng được nam ca sĩ chia sẻ từ 2 năm trước. Đàm Vĩnh Hưng được biết đến là một ca sĩ tài năng của làng nhạc Việt. Hơn 20 năm đi hát, anh vẫn giữ độ hot tên tuổi, xứng danh là ông hoàng nhạc Việt. Ngoài sự nghiệp, chuyện tình cảm đời tư của nam ca sĩ luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Cách đây 2 năm trước, Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ về chuyện con cái khiến khán giả chú ý. Cụ thể, tôi cũng có con chứ, hai đứa lận, hai bé mang họ của tôi rồi. Em gái tôi sinh ra là đã sang tên cho tôi luôn rồi, giấy khai sinh tôi làm cha hai bé. Tôi có cách dạy riêng của mình, tôi chưa bao giờ chửi con, mạn sát con. Tôi thích làm bạn với con, nói chuyện với con theo cách văn minh nhất, Đàm Vĩnh Hưng cho hay. Ông Hoàng Nhạc Việt cho hai con Huỳnh Như và Putin học trường quốc tế. Tình cảm giữa anh và hai con vô cùng khăng khít, không có khoảng cách. Nam ca sĩ tuyên bố mình là một ông bố chuẩn mực rất yêu con. Được biết, danh tính mẹ ruột của con nuôi của ca sĩ là em gái Huỳnh Minh Hạnh. Người này rất kín tiếng và không tham gia hoạt động nghệ thuật. Chị Minh Hạnh sinh năm 1972, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, fan ruột của Đàm Vĩnh Hưng. Hẳn sẽ nhận ra người phụ nữ này, bởi lẽ chị thường xuyên cùng anh trai đến các sự kiện để hỗ trợ của Vũ. Vì là em gái duy nhất nên Đàm Vĩnh Hưng cưng chiều Minh Hạnh hết mực. Trong đám cưới thứ hai của cô, nam ca sĩ đã đứng ra lo liệu mọi thứ, chủ hôn. Đáng chú ý, anh còn thay người cha đã mất để đưa em gái lên lễ đường. Tình cảm của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và em gái triệu Minh Hạnh rất thân thiết, gắn bó. Nhiều khán giả đã không khỏi xúc động khi chứng kiến tình cảm ruột thịt của hai anh em ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.